năm hết rồi này, không phải đâu, phải đúng tên của ông nghe chưa? Tên đúng tên. Tay mày, mày làm cái gì cái thằng danh con mày, mày đi học chưa xong? Mày bắt nhung chưa sao? Tên của mày không biết nhưng mà tao cho ở đây của chồng công vợ nhá. Bây giờ là của vợ công chồng tao mà. Thằng này ly hôn rồi giờ về lại đâu vậy đấy? Thằng. Nè, hả? Đất đứng tên rồi. Cái đất không biết nhưng giờ mà về đòi nhà những sợ mà. Việt công ta kêu xương đồng góp ở đây Việt công cốc à? Ở đâu ra về nó đòi nhà luôn. Mẹ trước ở đây đó chả đánh cho con này như gì. Bảng xóm lại không bênh ở đây lại bênh thằng người ở đâu đến. Nhưng mà giờ bọn nó ly hôn thì tên của tôi thì ấy đâu ra để mà chia. Ô thế bây giờ mày tao hỏi mày làm được cái gì cái nhà này hay là cái lúc nhà này xây xong hết rồi mày mới đầu mới mình ngò được cái đầu ra hả? Tất nhiên lúc đấy lúc đó có bố mẹ ở đấy rồi, tất nhiên là phải có tên tôi ở đây rồi. Mày làm mật bao nhiêu năm trời mày có góp xây cái nhà này xong bây giờ chúng mày cướp không à? À lúc đó lớn không ở rể ở rể giờ thì phải chịu chứ. Này chị mày bố mẹ mày không bố mẹ mày chẳng qua là sợ chị mày đi xa nhá. Còn nếu không ấy là tao thế mày đâu? Tôi nói cho mày biết. Là do ông ngu thôi. Ông cái gì thế? Thế nếu mà nó xây nhà thì chị dạy cho nó cái nhân cái nhà nó bê về nhà nó. Thế thôi chị. Đất của ai người ở với mày đấy, đâu đâu về lấy đây. Ui giời. Bà hai mẹ con bà từ đâu đến đây bắt đầu phang người dân làng đây á. Biết gì? Mày ở về đây nhưng mà mày ở về đây nhưng mà không phải đất nhà mày. Tiền bạc thì đấy, mày giỏi mày bê cái ngôi nhà đấy về cái đất nhà mày. Bù la một tép, mày sợ gì? Có bọn tao đây thử xem nó làm gì. Này, chia đôi là chia đôi đất nhà mày ấy. Bà làm gì đấy? Ôi ôi. Này bà làm gì đây? Này. Đấy đất nhà nó đây. Bà rồi bà vào đấy là nó đánh cho bà. Ê giời. Đất cho tên tôi ở đây. Đất quan đấy. Cái đất thì mày đập nhà ra. Mặc cái cào nhà tôi. Này, bà kia. Bà kia. Cái cào nhà tôi không phải để bà mà đưa ra đấy đâu nhá. Khoan đất gì? Cứ bà vớ vẩn. Tao cho mày gọi luôn mày gọi mẹ mày đi. Đúng bạn lên. Này, đúng bạn xem xuống hay là quan của mẹ ta. Hả? Đất là đất tôi thì ông được bước một chân vào đây xem. Nhà này không? Hả? Đây, mà này, mà ăn không ăn nào. Bà thả cái cào cho tôi đây. Không, không cho. Không bà này điên nhỉ. Này. Đây. Đã chó tôi gầm chạn rồi giờ về đây cắn lại à? Ôi giời. Dạ, các ông bà thấy chưa? Chó chui gầm cạn này giờ về lại đòi cả nhà của bố mẹ vợ mới sợ gì. Đấy, chó chui gầm cạn này giờ. Ê, thằng kia. Thằng kia. Chó chui gầm cạn không biết nhục bây giờ về đòi đất của người ta nữa. Này, thế là thế đáng ra là phải chia đất nhà mày chứ, chia đất cho nó. Mày, đáng lẽ phải chia đôi đất nhà mày bên kia kìa. Góp.
Ừ. Đáng cỡ đáng cỡ. Đi ở đâu tám đời về đây đòi đất đòi nhà. Mày dùng mỡ à? Mày dùng mỡ mày làm loạn à? Mày điên à? Mày thần kinh à? Lượt mẹ thì nó có trong nhá. Lượt mẹ thì nó có trong. Thôi về đây không nó gọi làng dân làng ra đánh bỏ tuốt xác bây giờ. Bà ghê gớm. Ôi giời. Bà máu chiến nhỉ. Ở về giờ đòi đất luôn, sợ thật.